chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, chiều hôm qua ngày 2 tháng 11, các đại biểu đã thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi. Tại buổi thảo luận, các ý kiến đại biểu đề nghị cần sửa đổi một số nội dung liên quan đến các hành vi bị cấm để luật có tính bao trùm hơn và cụ thể hơn các hành vi bị cấm. Chỉ có những cái hành vi sản xuất, tàn trữ, rồi mua bán trái phép thì mới là hành vi cấm. Thì tương tự như vậy, ở đây là mình quy định là trồng cây có chứa chất ma túy là hành vi cấm thì tôi cho rằng chưa đầy đủ. Có nghĩa là phải trồng trái phép cây có chứa chất ma túy thì mới là hành vi cấm. Để cho nó thống nhất với cái hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy là hành vi cấm. Nội dung coi người nghiện ma túy là người bệnh hay tội phạm, ý kiến đại biểu cho rằng khi người nghiện ma túy không có các hành vi gây hại, nguy hiểm cho xã hội thì cần được coi là người bệnh và có sự giám sát đặc biệt, chứ nếu coi họ là tội phạm thì chưa hợp lý. Không ít lần tôi rất là băn khoăn là khi chúng ta xác định là cái người nghiện ma túy là người bệnh. Rồi tôi mới lật lại xem lại hết cái thứ thì nó lại nằm đúng trong hiến pháp của 2013. Mà hiến pháp là đạo luật cơ bản, đồng ý là người nghiện là người bệnh. Nhưng cần phải xác định rõ đây là một người bệnh đặc biệt. Dẫn chứng về tình trạng thanh niên Việt Nam hiện nay thoải mái hút shisha, bóng cười mà không được quản lý chặt chẽ. Đại biểu đề nghị cần đưa nội dung này vào dự thảo luật, bởi đây cũng là một hình thức gây nghiện. Cùng với đó là quản lý chặt chẽ việc lưu thông, sử dụng tiền chất ma túy. Việc này thì tôi cũng đã có bức xúc và có cái trao đổi cũng như là có công văn để đề nghị là Bộ Công an, Bộ Y tế làm rõ là hiện nay cái này giao cho ai quản lý và có cấm hay không. Thì được Bộ Y tế nói là cái này chưa đưa vào danh mục cấm đối với lại là cái người sử dụng. Cái thứ hai là Bộ Công an trả lời rõ ràng hơn là việc này là liên ngành chưa có quy định là đưa vô phòng chống các cái loại thuốc nghiện. Trong cái dự luật lần này thì chúng tôi đề nghị là cần phải quy định cụ thể hơn về quản lý tiền chất ma túy và kể cả quy động cái quy định cái việc mà hoạt động hợp pháp sử dụng cái chất ma túy trong cái bộ luật này. Dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận cho ý kiến trong phiên thảo luận tại hội trường. Hôm nay ngày 3 tháng 11 dự kiến có các nội dung thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn. Kết quả thực hiện nghị quyết số 100 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch đầu tư công trung hạn tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cuối buổi chiều họp về công tác nhân sự. Cập nhật tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 10, lúc 4 giờ sáng nay ngày 3 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 4 giờ sáng ngày mai, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía nam đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm, đánh sập và cuốn trôi nhiều nhà cửa của người dân Quảng Bình, đặc biệt là tại khu vực huyện Lệ Thủy, nơi ngập sâu và lâu nhất. Gia đình bà Nguyễn Thị Hiên ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy thuộc diện nghèo. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn khi nhà cấp 4 của bà bị lũ nhấn chìm. Cũng như bà Hiên, 62 hộ gia đình khác tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy lâm vào cảnh nhà thì mất mái, căn thì mất vách hoặc sập hoàn toàn. Xã trực tiếp giới thiệu để cho các đoàn hỗ trợ. Cho đến nay thì phải nói rằng là các hộ đã được hỗ trợ một phần để khắc phục sau lũ lụt. Sắp tới từ cái nguồn hỗ trợ của tỉnh thì huyện sẽ hỗ trợ một nhà như vậy là khoảng 40 triệu. Và từ cái nguồn của huyện thì sẽ tính để tiếp tục hỗ trợ cho các cái nhà bị sập và có cái hư hỏng hoàn toàn. Toàn tỉnh Quảng Bình có gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng, đổ hoặc mất an toàn. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân dọn dẹp, kiểm tra độ an toàn của các căn nhà ngập sau lũ và có chính sách hỗ trợ cho các hộ khó khăn. Đã 3 ngày sau mưa lũ, trong khi một số vùng xung quanh nước đã bắt đầu rút, thì hiện tại hàng chục trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương, Nam Đàn và Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An, nước vẫn ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Toàn bộ đồ dùng học tập của nhà trường đến nay vẫn ngập trong nước lũ. Tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, nước vẫn ngập sâu gần 2 mét. Gần như tất cả các con đường, ngõ vào nhà dân đều phải di chuyển bằng thuyền. Học sinh nơi đây đã nghỉ học từ thứ năm tuần trước đến nay. Các cháu đã nghỉ học 4 ngày rồi, vì nước ngập nước rồi đi không an toàn. Nhà trường đã cắt cử cán bộ giáo viên trực 24 tháng 4. Và theo phương châm là nước đến đâu thì cái cơ sở vật chất lên đến đó. Thì hiện nay toàn bộ cái hệ thống cơ sở vật chất của tầng 1 là được lên tầng 2. Và chúng tôi đảm bảo 100% là cơ sở vật chất là an toàn. 95% các trường học trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục học tập. Chỉ còn một số trường là hiện nay còn ngập thì chúng tôi đang tiến hành chỉ đạo khi nước rút thì tiếp tục tổng dọn vệ sinh và bố trí để cho các em đi học. Cái cơ bản nhất là phải đảm bảo an toàn cho học sinh. Cũng như Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên là huyện có nhiều trường học bị ngập và thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ những ngày qua. Thiệt hại về vật chất là rất lớn, nhưng với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh trường học đến đó, các trường học đang nỗ lực khắc phục để sớm đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất. Nhận được thông tin tại điểm cầu chợ vực xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra sạt lở nghiêm trọng ở trục đường thuộc thôn Trần Phú, chia cắt hoàn toàn 879 hộ dân đang sinh sống nơi đây. Đặc biệt là do lượng nước lũ đổ về mạnh, xoáy ăn sâu vào công trình nhà 2 tầng của trường trung học cơ sở xã Mỹ Duệ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã khẩn trương huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân tại chỗ, nhanh chóng vận chuyển 300 rọ lưới kẽm, tập trung tập kết đá sỏi thả vào khu vực sạt lở, hạn chế nước lũ ăn sâu vào đất liền. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ chiều tối nay ngày 3 tháng 11, 1/3 diện tích khu vực này có mưa, trong đó mưa tập trung chủ yếu là ở khu vực bán đảo Cà Mau. Các tỉnh thành còn lại có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Tình hình ngập ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện từ 4 đến 6 giờ sáng và từ 17 giờ đến 19 giờ hôm nay. Mực nước triều tại các vùng trạm hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai đạt đỉnh, trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng đạt 1,50 đến 1,55 m, sắp xỉ mức báo động 2. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ ngày 5 tháng 11 tới, đội tàu thống nhất SE5, SE6 sẽ được khai thác trở lại sau thời gian bị gián đoạn do mưa bão khu vực miền Trung. Theo đó, tàu SE5 xuất phát ở ga Hà Nội lúc 8 giờ 50 ngày hôm trước đến ga Sài Gòn lúc 18 giờ 55 hôm sau. Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn vào lúc 8 giờ 40 hôm trước và đến ga Hà Nội vào lúc 19 giờ 12 phút hôm sau. Như vậy, từ ngày 5 tháng 11, trên tuyến đường sắt Bắc Nam hàng ngày có 4 đôi tàu khách thống nhất chạy suốt Hà Nội, Sài Gòn và ngược lại. Thưa quý vị,
vị, trên các báo số ra sáng nay đưa đậm tin bài về bão lũ ở các tỉnh miền Trung. Hôm qua ngày 2 tháng 11, hơn 50 chiến sĩ thuộc tỉnh đội Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và huyện đội Phước Sơn cùng dân quân các xã Phước Công, Phước Chánh đã vượt trang Phước Công hành quân vào xã Phước Lộc tìm người mất tích do sạt lở đất. Và tối cùng ngày, cơ quan chức năng huyện Phước Sơn xác nhận đã tìm thấy thi thể anh Hồ Văn Độ, phó bí thư đoàn xã Phước Lộc, mất tích do sạt lở vùi lấp trong lúc làm nhiệm vụ chống bão số 9 tại khu vực hồ thủy điện Đắc 14, cách xa hiện trường vụ sạt lở. Vào sáng cùng ngày, thi thể thứ 8 cũng đã được tìm thấy trong vụ sạt lở vùi lấp 11 người dân tại thôn 3 xã này. Như vậy, đến nay đã có 9 thi thể được tìm thấy trong hai vụ sạt lở làm 13 người mất tích tại xã Phước Lộc. Bão lũ đang gây thiệt hại vô cùng to lớn về người và của cho các tỉnh miền Trung của nước ta. Sau mấy chục năm trở lại đây thì nước ta phải gánh chịu cảnh bão chồng bão, lũ chồng lũ, làm hàng trăm người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng. Những ngày tiếp theo vẫn là thời gian rất khó khăn, thử thách đối với bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng như các lực lượng cứu hộ, cứu trợ. Song chúng ta tin tưởng rằng bằng sức mạnh của dân tộc, bà con miền Trung sẽ không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đói khát nữa. Hôm nay, ngày mai và những ngày nữa, các mặt hàng cứu trợ sẽ được các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm chuyển đến những nơi bị thiệt hại nặng nề bởi bão. Hy vọng với mọi cố gắng chung sức của cả nước, cuộc sống của người dân miền Trung sẽ dần ổn định, lao động sản xuất được khôi phục. Những đau thương mất mát sẽ biến thành ý chí và nghị lực để bà con sinh sống dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ và các nơi khác sẽ vượt qua được mọi khó khăn thử thách để xây dựng làng bản đầm ấm phát triển hơn trước. Tại cuộc họp triển khai ứng phó bão số 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường phải sớm hoàn thành bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ngập lụt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tổ chức các hội nghị hội thảo có sự tham gia của các bộ ngành liên quan, các nhà khoa học, phối hợp Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong phòng chống thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động mọi phương án ứng phó bão, không vì dự báo bão không mạnh mà chủ quan, phát triển, khai đồng thời các công việc vừa khắc phục hậu quả bão số 9, vừa sẵn sàng ứng phó với bão số 10, đặc biệt là mưa do hoàn lưu bão tại các tỉnh miền Trung từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11. Ngoài ra, cần đảm bảo an toàn hồ thủy điện, thủy lợi, đê điều, cần có sự rà soát các hồ đập, tuyến đê xung yếu có nguy cơ mất an toàn để tu bổ, sửa chữa, thực hiện tốt công tác vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo quy định. Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin thế giới. Hôm qua, giới chức Afghanistan thông báo đã có ít nhất 19 người thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công trường đại học Kabul và đấu súng với lực lượng an ninh. Trước đó, Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo một số tay súng phiến quân đã xâm nhập trường đại học Kabul, thời điểm có đông sinh viên. Chúng xả súng vào tất cả những người chúng bắt gặp và đấu súng với lực lượng an ninh. Cảnh sát đã tăng cường phong tỏa khu vực và triển khai chiến dịch giải cứu những người mắc kẹt. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên. Theo đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan, đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Kabul trong 10 ngày qua. Hồi tuần trước, Tổ chức Tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS đã tấn công vào một trung tâm giáo dục ở quận phía Tây Kabul, khiến 24 người, chủ yếu là sinh viên, thiệt mạng. Trong bối cảnh phái đoàn chính phủ và phiến quân Taliban vẫn đang tiến hành hòa đàm tại Qatar, thì bạo lực vẫn đang tiếp diễn tại Afghanistan. Vào hôm qua ngày 2 tháng 11, thì Edward Snowden, nhân vật từng gây chấn động thế giới năm 2013, khi tiết lộ nhiều thông tin và tài liệu mật liên quan đến các chương trình do thám toàn cầu của Mỹ, khẳng định đã xin nhập tịch Nga nhưng vẫn giữ lại quốc tịch Mỹ. Trên trang Twitter, Snowden khẳng định đang xin là công dân hai quốc tịch Nga-Mỹ vì vợ chồng ông không muốn sẽ phải xa con. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi vợ của ông thông báo đã mang bầu. Hôm 21 tháng 10, luật sư của Snowden cho biết Nga đã cấp giấy phép cư trú dài hạn cho thân chủ của mình. Luật sư này cũng cho hay con của Snowden sẽ mang quốc tịch Nga. Edward Snowden là cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA và bị chính quyền Mỹ phát lệnh truy nã sau vụ tiết lộ thông tin gây chấn động năm 2013. Để tránh bị bắt giữ, Snowden đã bí mật tới Nga và được nhà chức trách Nga cấp quy chế tạm trú ngắn hạn theo từng năm. Ông từng tuyên bố muốn trở về Mỹ với điều kiện được xét xử một cách công bằng. Hôm qua, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã công bố danh sách nội các mới được đánh giá là đa dạng,
chính phủ có nữ ngoại trưởng đầu tiên là người thổ dân và phó thủ tướng đầu tiên là người đồng tính công khai. Trong số 29 trị gia trong nội các mới của New Zealand có 8 người là phụ nữ, 5 người là thổ dân Maori và 3 người là người đồng tính công khai. Bà Nanaia Mahuta, người thổ dân Maori, trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của New Zealand. Cách đây 4 năm, bà Mahuta cũng đã trở thành nữ thành viên đầu tiên của nội các có hình xăm truyền thống của người Maori trên cằm. Ngoại trưởng trước đó của New Zealand là ông Winston Peters, cũng là người Maori. Ông Grant Robertson sẽ trở thành phó thủ tướng mới của New Zealand, đồng thời giữ các vị trí Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng. Trước đó, vào ngày 17 tháng 10, Công đảng New Zealand đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, trở thành đảng đầu tiên tại nước này nhận được sự tín nhiệm của đa số các cử tri kể từ khi New Zealand áp dụng hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ vào năm 1996. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 10, thành phố Nice của Pháp một lần nữa lại rúng động vì vụ tấn công khủng bố bằng dao. Một thanh niên Hồi giáo xông vào nhà thờ Đức Bà Nice, đâm chết 3 người Công giáo. Tình hình nước Pháp những ngày gần đây khơi gợi lại ngọn nguồn của những xung đột tưởng chừng như đã xưa cũ. Chương trình Nhìn ra thế giới ngày hôm nay xin đề cập đến một phần của vấn đề này qua phần trình bày của biên tập viên Thiền Vũ. Kính thưa quý vị, nước Pháp đang phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành trở lại khi đất nước phải tái cách ly và cuộc chiến chống cụ nghĩa khủng bố. Chuyện không chỉ đơn thuần giữa hai nước Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hay giữa hai cá nhân, hai tổng thống, mà còn là chuyện giữa thế giới phương Tây và thế giới Hồi giáo. Đó là câu chuyện cũ về chính trị, tôn giáo và ý thức hệ. Kẻ tấn công là một thanh niên 21 tuổi người Tunisia Brahim Issaoui đã đâm chết hai phụ nữ là Nadine De Ville, 60 tuổi và Simone Boreto Silva, một cư dân Brazil 44 tuổi sống tại Pháp từ nhiều năm qua. Mẹ của ba đứa con và người canh giữ nhà thờ Vincent Lopez, 55 tuổi, cha của hai cô con gái. Bản thân kẻ tấn công bị cảnh sát bắn trọng thương phải nhập viện. Cũng trong ngày 29 tháng 10, ít giờ sau vụ đâm dao bên ngoài nhà thờ ở Nice, lãnh sự quán Pháp tại Ả Rập Xê Út cũng đã trở thành mục tiêu tấn công bằng dao tiếp theo của phần tử cực đoan. Một bảo vệ bị thương và đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện sức khỏe người này đã ổn định. Hai tuần trước đó, dư luận Pháp cũng rúng động về việc giết hại dã man nhằm vào một giáo viên bên ngoài nơi làm việc của ông ở Paris. Sau khi ông cho học sinh của mình xem tranh hoạt hình nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed trong tiết học về tự do ngôn luận. Kẻ tấn công là một người Hồi giáo gốc Chechnya đã bị cảnh sát bắn chết gần hiện trường án mạng. Điều đáng bàn là trong vụ tấn công nhà thờ ở Nice là hành trình của người này đến Pháp. Từ các nguồn tin của Pháp và Italia, kẻ khủng bố đã bí mật đến châu Âu qua đảo Lampedusa của Italia vào ngày 20 tháng 9. Sau đó, anh ta đến Paris ngày 9 tháng 10, nên anh ta nhận được lệnh rời khỏi lãnh thổ trong vòng 7 ngày. Cho đến ngày 28 tháng 10, khoảng 8 giờ tối, thì người này gọi cho anh trai ở Yassin ở Sfax, Tunisia. Nó đến Pháp hôm thứ Tư 28 tháng 10 và gọi điện thoại cho tôi vào giờ đó. Brahim nói rằng sẽ đến Pháp vì công việc sẽ tốt hơn, ở Italia đông người nên khó hơn. Những công bố ban đầu của cuộc điều tra cho thấy, thanh niên này đến Nice từ 24 đến 48 giờ trước khi vụ tấn công xảy ra. Lúc 6 giờ 47 phút sáng ngày 29 tháng 10, hung thủ được nhìn thấy vào ga tàu Nice. Sau khi ra khỏi nhà ga, anh đi khoảng 400 mét để đến trước dương cung thánh đường Notre Dame. Y vào nhà thờ lúc 8 giờ 29 phút sáng. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hắn đã hạ sát 3 nạn nhân. Những chứng cứ trên cho thấy kẻ khủng bố đến Pháp chỉ để hành động tấn công, chứ không vì mục đích nào khác. Tranh biếm họa có lẽ là một trong những nguồn cơn khiến nước Pháp phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công của Hồi giáo cực đoan những tuần gần đây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ không từ bỏ các quyền tự do cơ bản về tín ngưỡng và tự do ngôn luận của mình. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Tổng thống Pháp có thể đã đi quá xa và quá vội với việc công khai chủ trương cải cách đạo hồi ở nước mình. Theo các nhà phân tích, các nước phương Tây phải ý thức được rằng việc xóa nhòa ranh giới giữa đạo hồi và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan rủi ro và nguy hiểm như thế nào về an ninh đối với họ. Phản ứng của những quốc gia Hồi giáo trên thế giới về phát ngôn và hành động của Tổng thống Macron cho thấy nguy cơ bất hòa về tôn giáo có thể nhanh chóng dẫn tới đối đầu về ý thức hệ giữa thế giới phương Tây và thế giới Hồi giáo. Những biếm họa của một số nước châu Âu bị người theo đạo Hồi cảm nhận là phỉ báng tiên tri Mohammed của họ. Người Pháp cũng đã phải trả giá đắt khi tạp chí Charlie Hebdo bị nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công khủng bố và vụ việc người thầy giáo ở Pháp bị sát hại một cách rất tàn bạo.
Nước Pháp đã có phản ứng, một số lãnh đạo chính trị Pháp đã bày tỏ sự tức giận của họ, bắt đầu từ thị trưởng thành phố Nice, Christian Escozzi. Thật là quá đáng. Bây giờ là lúc nước Pháp phải xem lại hiến pháp, các luật về hòa bình để tiêu diệt dứt điểm một hệ tư tưởng, được gọi là chủ nghĩa phát xít Hồi giáo trên lãnh thổ của chúng ta. Cũng sử dụng thuật ngữ chiến tranh, nhưng vào ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérard Darmanin khẳng định rằng Pháp không trong cuộc chiến chống lại một tôn giáo, mà chống lại một hệ tư tưởng, ý thức hệ Hồi giáo. Bộ trưởng cho biết 14 người nước ngoài bất hợp pháp cực đoan quá đã bị trục xuất khỏi Pháp kể từ cuối tháng 9. Tổng thống Emmanuel Macron đã tố cáo cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo và tuyên bố tăng cường kế hoạch an ninh. Số lượng binh sĩ tuần tra trên các đường phố của đất nước sẽ tăng từ 3.000 lên 7.000. Hội đồng quốc phòng Pháp cũng đã nhóm họp sau khi Pháp là nạn nhân của hai cuộc tấn công thánh chiến trong vòng chưa đầy 2 tuần. Tuy nhiên, vào thứ Bảy ngày 31 tháng 10, người đứng đầu nhà nước Pháp đã có những lời lẽ làm lắng dịu tình hình hơn khi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera. Người đứng đầu nhà nước Pháp tin rằng phản ứng của thế giới Hồi giáo với các phát ngôn của ông vừa qua là do có quá nhiều trò gian xảo, làm sai lệch đi ý kiến thực sự của ông. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định. Tôi hiểu và tôn trọng rằng người Hồi giáo có thể bị sốc bởi những bức tranh biếm họa này, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rằng có thể lấy những bức biếm họa để biện minh cho hành vi bạo lực, và tôi sẽ luôn bảo vệ quyền tự do, được nói, viết, suy nghĩ và vẽ ở đất nước tôi. Chuyện mới lần này xuất xứ từ chuyện cũ là những biếm họa ở một số nước châu Âu bị người theo đạo Hồi cảm nhận là phỉ báng. Nước Pháp không khởi nguồn chuyện cũ nhưng lại lúng trong cuộc sâu nhất và cũng đã phải trả giá đắt hơn các nơi khác trên châu lục. Có nhiều lý do để Tổng thống Pháp mong muốn công khai chủ trương cải cách đạo Hồi, trong đó cần nhắc đến khái niệm laïcité, tách bạch giữa nhà nước và tôn giáo. Laïcité trong tiếng Pháp nghĩa là sự tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo. Nhà trường là nơi khai sáng cho mọi người. Sự tách bạch này và những giá trị mà nó mang lại được coi là một bản chất và bản sắc của nước Pháp, được người dân xứ Lục Lăng vinh danh và tôn thờ. Nó giúp nước Pháp và người Pháp luôn khác biệt hẳn so với các nước khác ở châu Âu. Giờ thì nước Pháp cảm nhận như thể bản chất và bản sắc ấy bị tấn công, bị thách thức và bị đe dọa bởi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Pháp lại còn là quốc gia ở châu Âu có cộng đồng đông đảo nhất người theo đạo Hồi. Các vụ việc vừa qua không ngừng thôi thúc nước Pháp phải sắp xếp lại nhận thức và hành động liên quan đến mối quan hệ giữa đạo Hồi với các tôn giáo khác. Ông Macron còn theo đuổi cả mục đích đi tiên phong ở châu Âu trong chuyện chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và cải tổ đạo Hồi ở châu Âu, theo hướng dùng luật pháp quốc gia để tách biệt đạo Hồi với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Không để cho các thế lực, tổ chức hay phần tử theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lợi dụng và lạm dụng đạo Hồi ở nước Pháp và châu Âu. Chú ý này thể hiện tầm nhìn xa của ông Macron, nhưng lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Nó đã khiến nước Pháp vì thế trở thành mục tiêu tấn công và đối địch chính của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Các lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án vụ tấn công trong nhà thờ Đức Bà ở thành phố Nice, nước Pháp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu sẵn sàng đoàn kết với Pháp, quyết tâm đối mặt với chủ nghĩa cuồng tín và man rợ. Trong một bức thông điệp gửi Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow sẵn sàng phối hợp với Pháp và các đối tác quốc tế khác trong cuộc chiến chống khủng bố. Như vậy, nước Pháp sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này. Chương trình hôm nay xin được tạm khép lại. Mời quý vị trở lại với bản tin 6 giờ sáng. Trở lại với những thông tin trong nước, thưa quý vị, sư đoàn 302 quân khu 7 phối hợp với các đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã tổ chức ra quân làm công tác dân vận, thực hiện chuỗi hoạt động quân đội chung sức chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Nhiều nội dung được triển khai như khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 300 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, thăm và trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, các cơ sở tôn giáo, trao quà cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức siêu thị không đồng, chia sẻ với 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thắng, trao một căn nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng, thực hiện 350 ngày công giúp dân làm đường nông thôn mới, tôn tạo nhà bia ghi danh liệt sĩ của xã Tân Thắng, hớt tóc miễn phí với tổng chi phí gần 300 triệu đồng. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân sau đợt dịch bệnh, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo liên quan đến thông tư 81 của Bộ Tài chính về quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Qua đó, nhiều doanh nghiệp hy vọng khi áp dụng vào thực tiễn sẽ thực sự tạo hiệu quả một cách thiết thực.
Thông tư là bước tiến đột phá của các thủ tục thông quan hướng đến việc cải cách thủ tục hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng tính công khai minh bạch, phân luồng hàng hóa. Khác với trước đây là chỉ đánh diện trên 3 mức độ, thì bây giờ mình đã đánh nhiều mức độ hơn và phạm vi của các doanh nghiệp. Thì trước đây chủ yếu là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là chủ yếu, bây giờ mở rộng ra nhiều hơn, không những là các đại lý hải quan mà còn các kho bãi và kinh doanh về logistics ở tại Việt Nam. Đây là một cái điểm mới và thực ra là tốt. Khi có nghị định hay là thông tư mới thì mình sẽ có những cái văn bản hướng dẫn hoặc là những cái buổi hội thảo giống như ngày hôm nay đó, để cho tất cả các doanh nghiệp có thể tiếp cận và hiểu cái luật nó phải rõ ràng như thế nào và được thực hiện nó chính xác hơn. Việc áp dụng công nghệ thông tin cũng nhanh chóng giúp cho các cơ quan phát hiện kịp thời những trường hợp cố tình sai phạm. Thu thập thông tin doanh nghiệp ở kể cả trước thông quan, trong quá trình thông quan và sau thông quan là một số lượng dữ liệu, khối lượng và số lượng dữ liệu rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng liên quan, thì phải dùng đúng là các cái sản phẩm của cái cách mạng công nghiệp về công nghệ thông tin 4.0. Vai trò của quản lý rủi ro trong hải quan ngày càng được chú trọng, tạo điều kiện cho việc cải cách tự động hóa hải quan, thì thông tư 81 là cơ sở pháp lý và là bước đột phá tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời giúp cơ quan hải quan có công cụ quản lý chặt chẽ hơn. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp giấy phép thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Tổng công ty Viễn thông Mobifone. Theo đó, Bộ cho phép Tập đoàn Viettel thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G tại thành phố Hà Nội với quy mô không vượt quá 140 vị trí. Đây đều là những bước đi cụ thể cho thấy cách tiếp cận theo pha của Việt Nam về việc phát triển 5G nhằm tiến tới việc thương mại hóa trên diện rộng vào năm 2021. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan vừa có các văn bản hướng dẫn đôn đốc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn động là phế liệu tại cảng biển và sớm có kết quả báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ. Về việc tái xuất các container phế liệu xác định là chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tái xuất phế liệu tồn động, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu cam kết thực hiện tái xuất toàn bộ các lô hàng tồn động không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để tránh việc lợi dụng chỉ tái xuất lượng hàng hóa còn khả năng tái chế, còn để lại cảng biển Việt Nam các loại hàng hóa không còn khả năng tái chế, gây ô nhiễm môi trường. Tin cập nhật, thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay ngày 3 tháng 11, không ghi nhận ca mắc mới, Việt Nam hiện có 1.192 bệnh nhân. Vaccine COVID-19 do các nhà khoa học trong nước nghiên cứu dự kiến sẽ được tiêm thử nghiệm trên người tình nguyện trong tháng 11 này. Giới chuyên môn cho rằng nếu thuận lợi và các kết quả trong phòng thí nghiệm tốt đạt yêu cầu, cũng phải đến giữa năm 2022, Việt Nam mới có vaccine COVID-19. Chủ sự kiện thường niên liên kết nhà trường doanh nghiệp năm 2020 với chủ đề Tăng cường liên kết đại học công nghiệp phục vụ phát triển bền vững vừa được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Điểm nhấn của sự kiện là các phiên hội thảo với nội dung xoay quanh vấn đề chính sách của chính phủ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, phục vụ cho phát triển bền vững, thúc đẩy các ý tưởng từ sáng tạo đến thực tiễn, thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng. Chương trình Ngày hội Việc làm, Bách khoa Career Fair, ngày hội tuyển dụng lớn nhất của trường đã mang đến cho các sinh viên, cựu sinh viên các trường đại học cao đẳng tại TP.HCM và tỉnh thành lân cận nhiều cơ hội. Đây là một trong những chiến lược trọng tâm của trường nhằm xây dựng và phát triển cầu nối để trường đại học và đại diện từ các cơ quan quản lý doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình TP.HCM. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau, cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Xin kính chào tạm biệt.